Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái phím volume ở trong cái mạch này làm sao cho dễ nhất và an toàn nhất. Ta lấy ra và đóng lại. Ta phải lấy một cái mỏ bè nha, để xuống phía dưới này. Lên 100 tôi để lên 100 đấy. Không được. 150 rất rẻ. Có gì có cả muốn gọi anh cái nhá. Anh có tôi ngực. Có khi gọi anh cái như lấy một số nhá. Vâng, em lại. Nhá. Đi ra đây. Vâng. Lấy ra rất dễ, nút rất đẹp luôn. Đấy, các bạn xem, nút rất đẹp. Bây giờ mình hàn vào thì mình cũng làm lại như thế thôi, dễ. Để đây, để bỏ hàn vào. Khi mình lấy một chút chiếc bột này, nó dễ chảy này. Để các bạn cho vào, bôi qua đi. Bôi qua đi, lấy nhựa thông. Đấy, xong. Khá đẹp, chắc chắn. Chúc bạn thành công.